Eurowindow Holding, Hải Long Land, Mic Group, đồng hành cùng chương trình. Xin được kính chào quý vị khán giả, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2020 sẽ có nhiều thông tin nổi bật sau đây. Lãi suất ngân hàng có khả năng giảm tiếp trong các tháng cuối năm. Tài sản của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 5.800 tỷ đồng. Châu Á sẽ có nhà máy sản xuất trứng giả đầu tiên. Hàn Quốc viện trợ 300.000 đô la Mỹ giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại lũ lụt miền Trung. Giá thuê kiosk chung cư Hà Nội vẫn tăng mạnh bất chấp đại dịch Covid-19. Sắp lên quận bất động sản huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh lại nóng sốt. Đồng Bitcoin tăng lên mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Quảng Ninh dự kiến chi hơn 10.000 tỷ cho các dự án. Thưa quý vị và các bạn, dựa theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong quý tư năm 2020 vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, thì lãi suất ngân hàng có khả năng giảm tiếp trong các tháng cuối năm. Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2020 đến ngày 14 tháng 9 2020. Đối tượng là toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Tỷ lệ trả lời đạt 97%. Tiếp tục xu hướng dự báo của kỳ trước, tại kỳ điều tra này, mặt bằng lãi suất huy động cho vay được kỳ vọng giảm quý tư năm 2020 và cả năm 2020. Bình quân kỳ vọng chung toàn hệ thống mặt bằng lãi suất thị trường được kỳ vọng giảm 0,1% trong quý tư của năm 2020. Thực tế ghi nhận từ thị trường, lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng ở một số ngân hàng chỉ còn từ 3,1 đến 3,6% một năm, thấp hơn nhiều so với trần quy định 4%. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm hàng loạt lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi tại nhiều ngân hàng tiếp tục đi xuống. Tại một vài ngân hàng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 đến 2 tháng đã về dưới 3% một năm. Với lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng tiếp tục đưa ra gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Tiếp đó đà giảm lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng thương mại từ đầu tháng 10 đến nay tiếp tục được điều chỉnh, đặc biệt với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng xuống dưới 6% một năm. Đây là mức thấp nhất trong nhiều năm qua, như Vietcombank hay BIDV. Không chỉ ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước mà ngay cả tại các ngân hàng tư nhân, lãi suất cũng tiếp tục giảm mạnh như ngân hàng Sacombank, VPBank. Theo bộ phận nghiên cứu công ty chứng khoán Sài Gòn SSE Research, lãi suất tiền gửi Việt Nam đồng đã giảm mạnh từ đầu tháng 5 đến nay, tổng cộng từ 1,2 đến 2,5% một năm ở tất cả các kỳ hạn, đưa lãi suất về mức rất thấp. SSE nhận định yếu tố chính tác động đến lãi suất tiền gửi thời gian tới vẫn là đầu ra tín dụng và kỳ vọng lãi suất tiền gửi sẽ giảm thêm từ 0,1 đến 0,3% một năm trong quý tư năm 2020. Thưa quý vị, bất chấp đại dịch Covid-19, cổ phiếu tập đoàn Vingroup mã chứng khoán là VIC đã bứt tốc mạnh mẽ vượt ngưỡng 100.000 đồng một cổ phiếu. Điều này không những hỗ trợ đáng kể cho VN-Index mà còn khiến giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 5.800 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 10, các nhà đầu tư đã thực sự bất ngờ khi VN-Index bứt tốc mạnh mẽ lên phiên chiều và tăng tới 10,87 điểm, tương ứng với 1,16% lên 949,9 điểm. Trong khi đó, HNX-Index cũng tăng 0,88 điểm, tương ứng với 0,63% lên 140,86 điểm. Upcom Index giảm 0,11 điểm, tương ứng với 0,17%, còn 63,64 điểm. Thanh khoản thị trường đạt 365,11 triệu cổ phiếu, tương ứng với 7.308,14 tỷ đồng trên sàn HSX và 41,77 triệu cổ phiếu, tương ứng với 591,58 tỷ đồng trên sàn HNX. Trên sàn Upcom, khối lượng giao dịch là 19,63 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch là 270,51 tỷ đồng. Bức tranh thị trường được bao trùm bởi sắc xanh chủ đạo, có 424 mã giá, 49 mã giá tăng trần trên toàn bộ thị trường chung, áp đảo hoàn toàn so với 301 mã giảm, 19 mã giảm sàn. Trong nhóm tăng giá này, phải kể đến trước hết là VIC với mức tăng giá 2.800 đồng trên một cổ phiếu lên 100.100 đồng. Chỉ riêng VIC và VHM mà chỉ số VN Index đã tăng thêm lần lượt là 2,69 điểm và 1,05 điểm. Bên cạnh việc hỗ trợ thị trường, thì với việc VIC vượt mốc 100.000 đồng cũng đã giúp giá trị tài sản của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Cụ thể, tính riêng phiên ngày 22 tháng 10, giá trị tài sản của chủ tịch Vingroup đã tăng thêm 5.365,8 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị tài sản của bà Phạm Thu Hương, phó chủ tịch Vingroup đã tăng gần 423 tỷ đồng. Công ty chế biến thực phẩm Itrus
ENC đang hợp tác với công ty cổ phần tư nhân Proterra Asian xây dựng một nhà máy sản xuất trứng từ protein thực vật đầu tiên tại Singapore. Như vậy, sắp tới đây, châu Á sẽ có nhà máy sản xuất trứng giả đầu tiên. Proterra Asian, một công ty cổ phần tư nhân tách ra từ tập đoàn nông nghiệp khổng lồ Cargill YNC, cho biết khoản đầu tư này sẽ giúp tạo ra một chuỗi cung ứng đầy đủ mạnh và đa dạng cho sản phẩm trứng giả. Việc đầu tư vào các công ty sản xuất protein thay thế protein từ động vật đã tăng trưởng không ngừng khi các doanh nghiệp liên tiếp sáng chế ra những phương pháp thay thế thịt động vật, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cẩn trọng hơn trong lĩnh vực dinh dưỡng và môi trường. Ngoài ra, những lo ngại liên quan đến việc nhiều người thiếu ăn khi các đại dịch tương tự như COVID-19 đánh vào chuỗi cung ứng thực phẩm, làm tê liệt nền kinh tế và xói mòn sức mua của người tiêu dùng. Điều này cũng khiến cho các nhà đầu tư thêm một lý do để thử nghiệm trong lĩnh vực mới. Dự kiến sau khi được xây dựng, nhà máy sản xuất trứng từ protein thực vật đầu tiên tại Singapore này sẽ tạo ra hàng ngàn tấn protein. Các cơ sở khác nhiều khả năng sẽ tiếp tục được xây dựng ở châu Á khi nhu cầu về protein ở khu vực này trên toàn cầu đều tăng mạnh. Ngoài mối quan hệ hợp tác này, Idris và Proterra Asian cũng đang thảo luận về việc mở rộng liên minh của họ sang sản xuất thương mại các loại thịt được tạo ra từ tế bào thay vì động vật. 4 Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 10 cho biết chính phủ nước này đã quyết định viện trợ nhân đạo $300.000 giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gần đây ở khu vực miền Trung. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, do mưa lớn cục bộ kéo dài từ ngày 6 tháng 10, tại miền Trung, Việt Nam đã có hơn 100 người thiệt mạng, hơn 90.000 người dân phải sơ tán, hơn 130.000 căn nhà bị ngập nước, thiệt hại về tài sản vô cùng lớn. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kỳ vọng số tiền $300.000 ủng hộ sẽ góp phần giúp những người dân đang bị sơ tán sớm được hỗ trợ khẩn cấp, ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Trong thời gian tới, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các quốc gia và người dân đang gặp khó khăn, không chỉ bởi thiệt hại do thiên tai mà còn bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo khác. Mới đây, theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, đại sứ nước này đã công bố một khoản viện trợ ứng phó thiên tai, ban đầu trị giá $100.000 để đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của một số cộng đồng dễ bị tổn thương tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Lifa, bão số 6. Khoản viện trợ này sẽ được Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ gửi tới Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Dự án khu đô thị Nam Phúc Yên được đầu tư bởi công ty cổ phần Tây Đức. Từ dự án có thể dễ dàng kết nối với Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chỉ 0,7 km, cách khu resort Flamingo Đại Lải chỉ 4 km, cách khu công nghiệp Quang Minh chỉ 10 km, cách nhà máy Toyota và Honda 4 km, cách sân bay Nội Bài 10 km. Bên cạnh đó, để mang đến một cuộc sống đẳng cấp thì dự án sẽ có các tiện ích nổi bật để phục vụ cho quý cư dân như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học liên cấp, khách sạn cao cấp, công viên cây xanh và bể bơi vô cực để ngắm nhìn Phổ Yên hoa lệ vào ban đêm. Dự án khu đô thị Nam Phúc Yên có tổng diện tích 17,5 ha với quy mô xây dựng các khu nhà ở gồm chung cư, liền kề, shop house, biệt thự với các loại diện tích từ 100 đến 200 m2. Hiện nay, đơn vị phân phối độc quyền tại dự án là sàn giao dịch bất động sản Thành Công đang áp dụng chính sách đầy hấp dẫn khi tặng 5 chỉ vàng trị giá 25 triệu đồng trên mỗi giao dịch thành công. Liên hệ hotline 0983 092 878, website santhanhcong.com. Khu đô thị Nam Phúc Yên, cuộc sống an lành nơi thành phố mới. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vic Group. Thưa quý vị, trong khi giá mặt bằng bán lẻ mặt phố và ở trung tâm thương mại giảm mạnh, thì các cửa hàng khối đế ở chung cư vẫn tăng, bất chấp khách thuê khó khăn vì COVID-19.
Khảo sát thực tế cho thấy nhiều cửa hàng kiosk, khối đế chung cư tăng giá cho thuê, trái ngược với cách giảm giá sâu tại các trung tâm thương mại, cửa hàng mặt phố. Sau dịch Covid-19, mặt bằng bán lẻ ế ẩm, chủ nhà phải chạy trật tìm khách thuê, thậm chí chấp nhận giảm giá từ 20 đến 30% trong khoảng thời gian đến 1 năm. Theo bà Nguyễn Quài An, giám đốc CBRE Hà Nội cho biết, giá chào thuê trung bình tầng trệt và tầng 1 tại các trung tâm thương mại ngoài trung tâm đạt 24,53 đô la Mỹ một mét vuông mỗi tháng, giảm 1,5% theo năm và 0,78% theo quý. Tỷ lệ trống vẫn duy trì ở mức cao và có xu hướng gia tăng, đạt 11,15%. Lý giải về mặt bằng khối đế chung cư tăng giá, các chuyên gia bất động sản cho rằng hiện tượng lần này chỉ xảy ra tại những khu vực có dân cư về ở lấp đầy, mặt bằng tăng do chủ đầu tư tăng giá, nên các nhà đầu tư thứ cấp cũng phải tăng. Hơn nữa, nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ vẫn tăng trưởng ổn định, vì các cửa hàng ở đây đa phần kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như nhu yếu phẩm, ngân hàng, phòng khám, hàng ăn đã có một lượng khách hàng lớn ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những khối đế chung cư đang gặp phải tình trạng đế trống nhiều do ở khu vực ngoại thành, dân cư vẫn còn thưa thớt. Đối với khu vực trung tâm, mặc dù giá thuê cao nhất thị trường, nhưng tỷ lệ lấp đầy luôn đạt 100%, hầu như không có mặt bằng để cho thuê. Trong khi đó, ở khu vực ngoại thành, nguồn cung dồi dào, giá thuê thấp nhưng lại rất khó cho thu. Thưa quý vị, với những thay đổi mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng cùng với thông tin đủ tiêu chí để lên quận, bất động sản quận Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh đang trở nên nóng sốt hơn bao giờ hết. Việc từ huyện phát triển thành quận trước mắt sẽ rất có lợi cho người dân huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh. Đó là giúp nâng lợi thế để thu hút đầu tư vào địa bàn. Huyện Nhà Bè đang được đánh giá là khu vực rất tiềm năng vì hệ thống giao thông kết nối với các tuyến đường quan trọng đã hình thành như nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, vốn đầu tư 830 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phê duyệt chủ trương mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ từ 4 lên 6 đến 8 làn xe, xây dựng cầu số 1, cầu số 2, cầu Phước Kiểng, cầu Bà Chiêm. Trục đường Lê Văn Lương cũng sẽ được mở rộng thêm 15 mét và khởi công xây dựng cầu Rạch Đĩa, cầu Long Kiểng, cầu Rạch Rơi và cầu Rạch Tôm. Với những thay đổi mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, cùng với thông tin đủ tiêu chí lên quận, từ cuối năm 2019 đến nay, thị trường đất nền Nhà Bè đã có sự sôi động đặc biệt. Theo khảo sát, khoảng 5 năm trước, giá đất thổ cư trung bình ở Nhà Bè chỉ khoảng 10 triệu đồng một mét vuông. Đến thời điểm hiện tại, giá đất đã tăng lên 35 triệu đồng một mét vuông. Song, mức giá này ở các vị trí sẽ có giá tiền khác nhau, có nơi lên đến 75 triệu đồng một mét vuông. Có thể nói, với mức giá trên, các nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn. Cộng với trong bối cảnh Nhà Bè sắp nhận quyết định lên quận trong tương lai gần, đây chính là yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư quan tâm để phát triển mạnh mẽ bất động sản tại khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, hãng tin Bloomberg cho biết giá đồng Bitcoin đã tăng lên một Bitcoin tương đương 12.854,5 đô la Mỹ. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 7 năm 2019. Giá đồng tiền kỹ thuật số phổ biến nhất trên thế giới Bitcoin hôm 21 tháng 10 đã lên mức cao nhất trong vòng 18 tháng qua, sau khi công ty thanh toán trực tuyến PayPal của Mỹ cho phép khách hàng của mình sử dụng tiền kỹ thuật số để thanh toán. Trong một báo cáo, công ty PayPal Holding có trụ sở tại San Jose, California, Mỹ cho hay, dịch vụ mới sẽ cho phép khách hàng mua, nắm giữ và bán tiền kỹ thuật số, cũng như sử dụng đồng tiền này để thanh toán cho hoạt động bán lẻ. Hãng tin Bloomberg cho rằng, giá đồng Bitcoin đã tăng lên mức một Bitcoin tương đương 12.854,5 đô la Mỹ, mức cao nhất kể từ tháng 7 2019. Theo PayPal cho biết, chính sách mới này của công ty cho phép khách hàng mua bán, nắm giữ các đồng tiền kỹ thuật số, trong đó có Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, trong ví điện tử PayPal để thực hiện giao dịch trên toàn hệ thống của công ty. Trong khoảng 5.660 loại tiền kỹ thuật số đang được giao dịch trên thị trường, Bitcoin là loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất và lớn nhất thế giới, khi chiếm đến 66% tổng vốn hóa thị trường tiền kỹ thuật số với giá trị ước đạt hơn 168 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã họp về phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021. Theo kế hoạch, tỉnh này sẽ chi khoảng hơn 10.000 tỷ đồng cho các dự án. Cụ thể về việc điều chỉnh vốn trung hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất phương án điều chỉnh bổ sung nguồn vốn gần 684 tỷ đồng từ dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn và dự án đường bao biển nối thành phố Hạ Long, Cẩm Phả sang hai dự án có trong danh mục dự án trung hạn năm 2016 đến năm 2020. Đối với điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 sẽ phân bổ điều hòa gần 887 tỷ đồng.
trong đó bổ sung chi phí đầu tư phát triển lên tới 555 tỷ đồng từ nguồn vốn các đơn vị địa phương hoàn trả. Về kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 thì dự kiến bố trí trên 10.300 tỷ đồng cho các công trình, dự án chuyển tiếp và 22 dự án khởi công mới. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất với phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2016 đến năm 2020 và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua luật định. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mid Group Việt Nam và Công ty Cổ phần Eurowindow Holding. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị và các bạn cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email ban biên tập amocinvesttv.com.vn. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.